Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm ra TikTok Master 2023. Hoài Việt, Thiện Nhân và Tín Nguyễn, ai sẽ là TikTok Master 2023 đây? Ai à? Xin mời TikTok Master 2023 thuộc về Nguyễn Thị Đất Tín. Tín Nhân, xin chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Miss World Việt Nam 2022 Hoa hậu Mai Phương. Anh Nicholas Tom, giám đốc vận hành sản phẩm TikTok Việt Nam, sẽ bước lên sân khấu để trao cúp và hoa dành cho Tín Nguyên. Và bây giờ xin mời top 4 những người giành giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay hãy tiến về vị trí trung tâm của trung tâm của sân khấu. Xin mời. Vâng, và một lần nữa xin được mời tất cả quý vị giám khảo hãy cùng bước lên sân khấu để chụp những hình cùng với các thí sinh của chúng ta. Chúng ta đã có 3 quán quân trên 3 lĩnh vực: Lifestyle Master, Game Master và Entertainment Master cùng với TikTok Master 2023. Các bạn là những người tỏa sáng trong buổi tối ngày hôm nay. Sáng tạo nội dung tài năng. Và tới đây thì ban tổ chức của chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến từng đơn vị tài trợ, những đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin được cảm ơn thương hiệu mỹ phẩm Kawaki, Game Mẫu Trứng Vàng Vô Hạn. Xin được cảm ơn nhà mạng di động Tiên Phong Giới Trẻ Gen Mì Xây Mì, Ông Lùm mỹ phẩm Sen Lady. Xin được cảm ơn game chiến thuật Zombie Thế Chiến Gì. Cảm ơn công ty cổ phần Tinh Chất Quê Việt. Xin được cảm ơn thương hiệu chăm sóc sức khỏe nam cá nhân giới Oni. Xin được cảm ơn game bắn súng qua độ Gun X Mobile. Cảm ơn thương hiệu mỹ phẩm Renji. Và cảm ơn thương hiệu mỹ phẩm Thần Chai Cocoon. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chân thành nhất tới những đơn vị đồng hành, những đơn vị truyền thông đã giúp chúng tôi lan tỏa hành trình của Master 2023 by TikTok. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời của các thí sinh của chúng ta. Nó sẽ là một bước đệm tuyệt vời để các bạn ấy có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai. Và hành trình của Master 2023 by TikTok đến đây sẽ khép lại, và chúng ta sẽ cùng chờ đón những điều tuyệt vời của Master 2024 by TikTok. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. TikTok.